Với mục tiêu nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm công nghệ, tìm kiếm đối tác kinh doanh, hướng tới phát triển bền vững của ngành công nghiệp. Mới đây tại Hà Nội đã diễn ra Hội chợ Quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam VIIF 2018. Trưng bày tại hội chợ là những trang thiết bị, máy móc hiện đại trong lĩnh vực máy công cụ, cơ khí chính xác, gia công kim loại, máy thủy lực, thiết bị nâng và các sản phẩm tự động hóa, các sản phẩm công nghiệp phụ trợ trong ngành công nghiệp sản xuất ô tô, dây cáp điện, đóng gói, v.v. Hội chợ năm nay có sự tham gia của hơn 250 doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Italy, Cộng hòa Liên bang Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc. Hội chợ quốc tế Hàng công nghiệp Việt Nam qua 27 kỳ tổ chức đã trở thành hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư diễn ra thường niên.